Đây thì hôm nay mình có nhận được một cái iPhone 11 Pro Max này Đấy, máy này thì uh, bị ẩm nước nên là mất Face ID này Face ID nó bị ẩn Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xử lý mà không khò hàn gì tới máy nhá Không đụng chạm gì tới máy này Fit Face không khò hàn nhá Đây, nó bị ẩn này Thì cái bốc mình sử dụng là bốc Luban nhé anh em nhé, Đấy, bốc Luban này Anh em nào mà chưa có thì anh em có thể tham khảo Đấy, tiếp theo thì mình sẽ gắn cái cáp Face ID này vào này Đấy mình vừa lấy ở trên cây 11 Pro Max ra mình gắn vào cái đế mình test cho anh em xem này. Đây thì mình ấn vào mình check nhá. Đây nó sẽ báo đỏ lòm như này nhá anh em nhá. Như này là bị lỗi nhá. Thì mà ở máy này anh em vẫn mở nguồn lên giúp mình này. Tiếp theo anh em ghim vào máy tính giúp mình nhá. Thì cách này là fit không khó hàn nha, anh em nhá. Nếu nó hiện tin cậy thì anh em ấn tin cậy máy giúp mình. Rồi ok, xong xuôi thì anh em gắn cáp vào như này. Đấy. Tiếp theo thì anh em sẽ mở cái phần mềm của Luba lên nhá. Đây, phần mềm thì anh em có thể lên web của nó anh em tải về tiếp theo anh em chọn ở đây này đây anh em nhìn này khi nó nhận máy thì nó sẽ hiện tất cả thông tin đầy đủ như này tiếp theo xong xuôi thì anh em chỉ việc ấn vào backup cloud này anh em ấn ok này đấy thì tự động nó sẽ backup cái file này lên server này đấy ok nha anh em nhé rồi đây nó hiện như này backup lên là ok này đấy màu xanh lè nhá tiếp theo thì bây giờ anh em chỉ việc ấn vào chữ active chip này khi backup xong thì ấn vào active chip này thì tự động nó sẽ xóa hết cái file cũ của cái máy nhá file lỗi nhá đấy xong xuôi thì anh em sẽ nạp cái file backup lúc này vào cái cụm cáp mới này đấy anh em chỉ việc wipe backup thôi đấy xong xuôi thì chờ cho nó nạp khi nào nó báo bát hết là xong nha anh em nhá đấy nó báo xanh lè hết này đấy như này là ok này rồi bây giờ anh em sẽ lấy cái cáp này ra và gắn vào test nhá thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem lại này đây thì đây là cáp nhá đấy nó sẽ thêm một cái cáp như này tại vì Fit không kho hàn thì nó sẽ thêm một cái cáp như này lại gắn vào này đấy nó sẽ nối như này nha anh em nhé rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vào mình test cho anh em xem thì cái này mình test thử thì cũng khá là nhạy mình cũng làm khá là nhiều rồi vài cây rồi đấy nên là sẵn đây anh em nào mà cần thì anh em có thể mua về làm cho tiện đỡ phải kho hàn gì cả chỉ việc read và quay và nạp thôi đấy khá là đơn giản thì anh em nào mà làm cũng được hay là bị lỗi gì thì anh em cứ để lại bên dưới mình sẽ hỗ trợ anh em nhé Xong xuôi thì chờ nó khởi động lên và mình test lại cho anh em xem này Đây Cài đặt này Fade đi này Nó sẽ không báo lỗi nữa nhá Không báo lỗi Fade đi này nhá Tiếp theo mình vào Fade đi test lại cho anh em xem này Đấy Ok cực kỳ nhạy nha anh em nhá Đấy bây giờ chỉ việc đi bẻ cáp là và gắn lại thôi Ok chúc anh em thành công nhá